Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với ITB Club Channel nha. À, mình là Plum. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like, thả cho em Lâm một quả tim cũng như là mọi người nhớ để lại cái phần bình luận bên dưới là đại like. À, thì mình thấy là trong cái giai đoạn uptrend á, thì cái sự tìm kiếm cơ hội anh chị tìm kiếm cổ phiếu là nó cũng tương đối là nó rất là quan trọng. À, thì làm sao để nhận diện được những cái mặt cổ phiếu mà có thể tăng được 5 7 lần trong một cái chu kỳ thị trường uptrend đi lên. À, thì đây là một trong những cái phương pháp mà anh chị nhà đầu tư có thể tìm kiếm cũng như là nắm giữ được đối với những mã phiếu nha anh chị anh chị nhớ lại cho mình là à, hầu như đa phần khi mà cái cổ phiếu nó tăng tốt ở cái giai đoạn quá khứ anh chị thì tới giai đoạn tương lai á, nó cũng sẽ tương tự như vậy à, nói chung nó sẽ không đúng một trăm phần nhưng mà hầu như ví dụ như 10 mã cổ phiếu mà tăng tốt á, tăng 10 lần anh chị thì đâu đó quanh quanh ở quận tầm cỡ bảy tám mã nó sẽ tăng lại như cũ có một số mạng cổ phiếu thì về doanh nghiệp của nó có sự biến động thành ra là nó tăng lại không được tuy nhiên thì hầu như là những cái mạng cổ phiếu mà tốt á, là ở về mặt quá khứ á, thì tương lai nó cũng tương đối là nó tích cực anh chị mình hay nói có câu là con vua thì lại làm vua á, mỗi chu kỳ thì nếu như tìm kiếm như những mạng cổ phiếu đó mà nắm giữ được những cái mạng cổ phiếu đó thì lợi nhuận của anh chị nhà tư sẽ tương đối cao À, thì anh chị nhà đầu tư cần phải mất thời gian thôi đó là ngồi xem lại những cái mảng cổ phiếu có trên giá và xu hướng về ngày trước nói chung là những cái sóng trước ví dụ như năm hai đi những con đó sẽ là tâm điểm của thị trường chỉ cần mà thì nó chỉnh cái là phóng lên liền chỉnh cái phóng lên liền và nó mang lại lợi nhuận rất lớn nó mang lại cái sự giàu có cho rất nhiều cổ đông nha anh chị thì hiện tại về mặt tương lai chúng ta đang đứng trước giai đoạn mà đại sóng của thị trường thì những mảng cổ phiếu này nó cũng sẽ làm đến tên tuổi thôi thì mình ví dụ qua một tí ví dụ như những cái mạng cổ phiếu ghiêu rồi chẳng hạn đây là những cái mạng cổ phiếu mà ngày trước nó làm mưa làm gió lên thị trường nó rất nhẹ nha anh chị nó rất nhẹ Thế chỉ cần nhích ga là ở trần nhích ga là ở trần thì tới giai đoạn đây bắt đầu anh chị nhà đầu tư thấy nó vô sống mặt tuy nhiên thì những cái pha này anh chị nhà đầu tư phải chờ nó về những vùng điều chỉnh lại những cái vùng như là 32 33 thì anh chị nhà đầu tư gom hàng được anh chị nhìn về cái mặt này này thì ngày trước nó cứ nhích ra đỉnh đỉnh điểm của nó là tám mươi mấy ngàn anh chị tám mấy ngàn thì bây giờ nó có 38 mươi tám ngàn à, mà nó điều chỉnh lại cái vùng giá phía dưới đây thì đây là cơ hội tuyệt vời cho quý anh chị nhà đầu tư nào mà chưa tham gia gom hàng đối mạng cổ phiếu này thì về doanh nghiệp lợi nhuận doanh nghiệp cũng như là là game doanh nghiệp thì hiện tại nó vẫn đang khá là ok nó giống như năm 2020 21 không có gì thay đổi sau cái vụ của Amazon thì hiện tại nó cũng kiếm lại được đơn hàng à, cũng như là, là là, là là đang trong quá trình làm việc lại đó chị. Ok thì nói chung mấy cái này thì anh chị nhà đầu tư mà tìm ra sau đó anh chị liên hệ với mình à, Mình sẽ hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư check qua một số thông tin nữa để cho anh chị nhà đầu tư tự tin nắm giữ nha anh chị Dù mấy mặt cổ phiếu đây ghê lắm Anh chị nhà đầu tư cứ để mấy con ghiêu này rồi DGQ này gì DGW ngày trước nó cũng là siêu phẩm Cái giai đoạn cái thời của nó năm 2020, 2021 nó cũng là siêu phẩm Nó tăng từ cái vùng giá bao nhiêu nhỉ 5-6 ngàn nó lên tới đỉnh điểm của nó là gần 90 ngàn anh chị biết kinh khủng không anh chị, quá kinh khủng đúng không? Thì bây giờ anh chị đầu tư thấy là cái trend giá của nó vẫn là một cái trend tăng khá là tốt và xu hướng trend xu hướng của nó vẫn là à, đỉnh cao. Nói chung mấy cổ phiếu này nó rất là nhẹ. Một khi nó lên nòng anh chị. Tại vì cái bản tính của những người mà ở trong cổ phiếu này ngày trước họ như thế nào thì bây giờ người ta giải cái lòng tham rồi cái cách đánh của người ta sẽ tương tự. DGC chẳng hạn, anh chị thấy DGC nó là một trong những cái bạn cổ phiếu mà, mà chúng ta xem qua thôi. Anh chị thấy ghê anh chị cái DGC nó phải chỉnh thì anh chị nhà đầu tư mới mua được nhưng mà những mã cổ phiếu mà đã là tâm điểm ngày trước anh chị thì thường bây giờ nó sẽ là siêu phẩm nó siêu siêu phẩm ngày trước rồi bây giờ nó vẫn là siêu phẩm nha rồi bây giờ có những D, DBG độ vậy anh chị thấy là đỉnh điểm của nó là chín mấy ngàn bây giờ nó nằm 41 mươi ngàn nằm ở vị thế nhằm nằm ở mô hình giá rất là tốt chúng ta tìm kiếm những mạng cổ phiếu này để chúng ta đi vào chúng ta kỳ vọng vào và chúng ta đi theo cái doanh nghiệp của nó là ok đó là cái cách phương pháp thôi tìm lại những cái mặt cổ phiếu mà tên tuổi ngày trước ấy. nói chung là sẽ có một cái tệp cổ phiếu rất là đã anh chị đó đã mà nó đã có cái hành trình tăng giá được năm 2021 nhân 10 lần mười mấy lần bây giờ anh chị nhận tư lục lại tìm lại tránh những trường hợp như anh chị nó sẽ có một số trường hợp là cái cổ phiếu nó phát hành thêm nhiều quá ví dụ VND ngày trước nó là đỉnh cao nhưng bây giờ trong chứng khoán không phải VND là đỉnh cao nữa sẽ là một số cái cổ phiếu khác Thế nên thành ra là mình có thể tìm kiếm vào chứng khoán là nó phát hành thêm nhiều quá khối lượng giao dịch của nó vừa nhiều VND đợt này thì thì khối lượng giao dịch của nó lớn quá khả năng đi xa của nó kém ngày trước nó nó nhẹ anh chị ngày trước những cái thời điểm đấy này, này nó nhẹ nó nhích nhẹ nhích nhẹ nhích nhẹ lại lên bây giờ nó phát hành trong cái quá trình nó đi lên nhiều quá bây giờ nó nặng tìm cho mình những cái bạn cổ phiếu nhẹ nhàng như FTS đồ FTS ngày trước cũng là siêu phẩm đó nha anh chị nó cũng là siêu phẩm ở cái giai đoạn này chứ không phải giỡn đâu thì bây giờ tới hiện tại nó vẫn là siêu phẩm tinh tại nó vẫn là siêu phẩm Bây giờ còn rất nhiều, nói chung là mình sẽ không liệt kê ra hết cái này để cho anh chị nhà đầu tư tự kiếm. Và khi anh chị tự kiếm, anh chị đầu tư vào, á anh chị mà ăn được x2, x3, thì cái cảm giác sung sướng của cuộc đời anh chị nhà đầu tư nó mới lên được. Còn nếu như mà mình đưa ra hết cho quý anh chị nhà đầu tư thì đó thành dở. Anh chị nhà đầu tư nào cần mình đưa ra hết thì cứ liên hệ của mình, mình sẽ chỉ cho anh chị nhà đầu tư một vài mã nữa. Tuy nhiên mình nói với anh chị nhà đầu tư là ngày trước nó như thế nào anh chị thì khả năng về mặt tương lai nó cũng tương tự như vậy chúng ta chết thêm một số thông tin nữa và chúng ta đưa ra quyết định còn rất nhiều mã cổ phiếu nó chưa tăng luôn ví dụ bây giờ cổ phiếu đã tăng rồi anh chị nhà đầu tư thấy rồi nha nhưng có những mã cổ phiếu hiện tại nó đang ở đây anh chị nó đang ở cái vùng này nó có những cái mã cổ phiếu hiện tại nó đang ở vùng này luôn thì bây giờ cái cơ hội để anh chị nhà đầu tư mà mua vào chỗ đây để nó lên như vậy thì rất là nhiều nói chung là nhiều trong uptrend trên thì nhiều lắm trong bóp trên em nói anh chị đầu tư là tha hồ anh chị nhau tư lựa chọn nhưng mà quan trọng nhất là trong uptrend trên anh chị đầu tư phải tự tin nắm giữ đi theo doanh nghiệp đó và nếu như muốn tự tin nắm giữ được thì anh chị đầu tư phải hiểu về doanh nghiệp đó một tí nữa thì anh chị mới đủ tự tin đi theo và nắm giữ những cái bảo phiếu ở à, trong giai đoạn sắp tới nếu như mà thị trường nó có rung lắc như gì đặc biệt là tuần tới thì đó là cơ hội để anh chị nhập tư nhập hàng vào những siêu cổ phiếu và tiếp tục nắm giữ chờ đợi một cái cơ hội lớn của thị trường trong cái tháng 5 tháng 6 ok cảm ơn mọi người nha đây là một trong những cách đơn giản thôi đó là lọc ra được những cái bạn cổ phiếu uh, đẹp trai không xinh gái ngày trước sau đó anh chị nhà đầu tư coi thử cái vùng giá nó đã tăng hay chưa đó, đặt cược vào và đi theo cái bạn cổ phiếu đó cho tới cùng nha anh chị uh, đặc biệt là mình nói cái, cái 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 cách này để cho anh chị nhà đầu tư bỏ thời gian ra anh chị tìm sau đó là cần chết lại những cái thông tin cổ phiếu tốt thì liên hệ ngay với mình để mình chết lại cho anh chị nhà đầu tư sau có những cái niềm tin sau đó anh chị nhà đầu tư nắm giữ có lợi nhuận anh chị nhà đầu tư mới cảm thấy sự sung sướng trên đầu tư tài chính nha anh chị đó là mình tự tìm ra được những cái cổ phiếu siêu phẩm ok đó là một trong những cái mà mà có thể giúp anh chị nhà đầu tư tìm được uh, cổ phiếu nha anh chị tránh trường hợp là có một số mạng cổ phiếu rác nha nhiều cổ phiếu rác nó cũng giống giống như vậy nhưng mà mình sẽ chỉ cho anh chị nhà đầu tư cách lọc ra hết những cái mạng cổ phiếu đó nhưng mà tìm cho mình những cái mạng cổ phiếu mà nó có tên tuổi nói chung là về doanh nghiệp của nó đều có mang tới cái sự ổn định chứ không phải là tìm mấy cái mạng cổ phiếu rác ví dụ như l 14 rồi mong nó lên lại 400.000 không có đâu nha anh chị à, nên lưu ý ví dụ như nha thì được ví dụ nha thì nó lên lại chín mấy ngàn thì cũng có cửa nó không lên ba mấy ngàn thì cũng có cửa nhưng mà l 14 mà nó lên tên kia thì khó lắm nha anh chị lưu ý cho em làm nha dg rồi nó lên nửa đường là ngon lắm rồi à, lên nửa đường là ngon lắm rồi sale rồi nó lên được nửa đường là 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 ngon lắm rồi anh chị, nó lên được 40 000 là anh chị nhậu tư X2 rồi, không? Oh. C2 rồi. Chỉ cần lên đâu đó là 35 000 là anh chị nhậu tư X2 được rồi, là vậy thôi. còn bây giờ anh chị nhậu tư kỳ vọng quá thì cũng không có. Ok liên hệ ngay để mình có thể hỗ trợ và tìm kiếm những cái mảng cổ phiếu gửi cho anh chị nhà đầu tư những cái bạn phiếu siêu phẩm của thị trường nha anh chị nhớ rằng là qua tuần tới là một trong những cái tuần cực kỳ quan trọng về mặt xu hướng chúng ta phải bình tĩnh thận trọng ở trong cái tuần tới à, và chuẩn bị sẵn sàng một cái lượng tiền để gom hàng khi thị trường xảy ra những cái biến động về mặt ngắn hạn nha anh chị cảm ơn mọi người rất nhiều chúc mọi người một buổi uh, chủ nhật vui vẻ không xả hơi chuẩn bị cho một cái biến động của thị trường cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại mọi người